ngày 13 tháng 7, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Dương Nguyễn Hoàng Sơn, sinh năm 1988, ngụ quận Bình Thạnh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, trưa 11 tháng 7, anh Nguyễn Khánh Duy đi giao hàng cho khách ở con hẻm 113 đường Võ Duy Ninh, phường 22 quận Bình Thạnh thì bị một người đàn ông leo lên xe trong lúc anh Duy đang dừng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Anh Duy vội đuổi theo nhưng không kịp. Sự việc được camera an ninh khu vực ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người hết sức bất bình. Anh Duy cho biết bị mất xe máy cùng thùng hàng phía sau, ước tính khoảng 20 triệu đồng. Bằng nghiệp vụ, chiều 12 tháng 7, trinh sát ập vào khách sạn trên đường Phan Đăng Lưu, phường 7, quận Phú Nhuận để bắt giữ Sơn. Qua làm việc, Sơn thừa nhận hành vi phạm tội của mình.